Alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục phân tích kỹ thuật của blog tiền ảo trên kênh YouTube của blog tiền ảo. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2021, thì tuần này mình sẽ cập nhật chậm hơn cho các bạn một ngày. Thông thường như là mọi tuần trước thì cập nhật cho các bạn vào ngày sáng ngày thứ hai, nhưng mà tuần này thì mình làm trễ hơn một ngày, tại vì nó có những cái tín hiệu mà ngày hôm qua mình phải quan sát, mình phải quan sát. Vậy quay trở lại những cái nhận định tuần trước của mình, thì tuần trước ấy, là mình có một cái lệnh short ở cái vùng 66.200, và mình đặt stop ở vùng 66.700. Thì đối với cái lệnh đó, mà khi mà mình short và giá thực tế nó chạy được hơn 1.000 đô trên một Bitcoin. Nó chạy được hơn 1.000 đô ở Bitcoin ở trong cái thời điểm này. Đây mình short ở cái thời điểm này, đã nó chạy hơn 1.000 đô. Và mình cũng đã kéo cái điểm stop loss nó về cái điểm hòa vốn. Nhưng mà sau đó nó giá Bitcoin nó tăng lên một nhịp nữa. Nó tăng nó tạo nó phá cái ATH lần trước, nó tạo một cái ATH mới ở 69.000 đô. Sau đó đến bây giờ thì thị trường nó mới thực sự nó điều chỉnh, nó đi theo cái hướng mà mình kỳ vọng lần trước á, đi theo hướng của mình kỳ vọng lần trước là giá nó sẽ tụt về, nó sẽ giảm. Đây là cái trường hợp tăng, nó sẽ giảm về cái vùng test lại cái vùng 53 đến 58 50.000. 53 đến 5 50.000, thì đấy là cái vùng mà khi mà mình short cái lệnh tuần trước á, thì mình kỳ vọng những cái vùng mà lợi nhuận nó như vậy. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét lại về cái xu hướng của Bitcoin ở trong cái giai đoạn này nó như thế nào. Thì mặc dù cái lệnh của mình nó bị fail rồi đó, nhưng mà ở trong nhận định thì thực tế ở đây cái sóng mà mình nhìn nhận đấy, nó lại đi đúng vào một cái mô hình biến thể mà mình không kỳ vọng, nó đi đúng vào cái mô hình đó. Về cập nhật tình hình ở trong những cái giai đoạn lần trước, nếu mà các bạn nào mà đi xuyên suốt về follow, đi suốt về cái quá trình mà mình phân tích kỹ thuật đối với Bitcoin á, thì mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại với các bạn một điều là sao? Là cái thời gian mà Bitcoin nó tạo đỉnh, nó sẽ là từ ngày 8, nó sẽ là cái tuần đầu tiên của tháng 11, và có thể nó kéo nó sẽ có sai số 1-2 tuần gì đó, thì nó có thể là từ ngày 8 là kết thúc tuần thứ nhất, và đến ngày 21 là kết thúc tuần thứ ba của tháng 11. Thì ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn Bitcoin nó sẽ tạo đỉnh. Còn đỉnh ở đâu thì thực tế thì khó, có nhiều cái biến động mà chúng ta không thể lường trước được, thì chúng ta phải căn cứ vào những cái gì chúng ta nhìn thấy thôi. Căn cứ vào những cái gì mà chúng ta nhìn thấy rồi chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định cho riêng mình. Rồi quay lại cái biểu đồ ngày hôm nay. Hôm nay thì nó là ngày 16 rồi, thì trên cái chart đây, các bạn có thể xem lại clip tuần trước là cái hôm ngày mình có đánh dấu ở cái thời điểm ngày 14 này, này là cái thời gian mà nó tạo đỉnh. Nhưng mà thực tế thì ngày 8 đến ngày 14 thì thực tế thì nó tạo cái đỉnh 69k ở ngày ngày 10 tháng 11. Và bây giờ tín hiệu sắp tới của chúng ta có cái gì? Thứ nhất là trên khung ngày, cái hôm ngày chúng ta đang có một cái tín hiệu phân kỳ của RSI, phân kỳ đỉnh của RSI, và tín hiệu gì nữa, phân kỳ đỉnh của MACD.
phân kỳ đỉnh của MACD và phân kỳ đỉnh của RSI. Vậy cái phân kỳ này nó sẽ xác nhận như thế nào? Đối với cái phân kỳ lần này, nó sẽ xác nhận khi có một cái cây nến ngày nó đóng dưới 56.578 nhé. Ở đây mình chỉ nói là nó xác nhận cái phân kỳ nhé, nó xác nhận cái phân kỳ thì nó ở đây là nó báo hiệu cho chúng ta là có thể cái downtrend ở trên khung ngày nó đã bắt đầu rồi, nhưng mà sao cái downtrend này có thể vẫn sẽ bị phá vỡ cho một cái xu hướng tăng. Nhưng mà cái downtrend này nó sẽ xác nhận khi có một cái cây nến ngày đóng cửa dưới 56.578, hoặc nó chọt cái râu ra cũng được, nhưng mà nếu mà nó xác nhận một cách an toàn thì nến ngày nó bắt buộc nó đóng ở dưới dưới cái vùng đó 56.578. Nếu mà nó đóng cửa dưới cái vùng đó thì mình thì nó sẽ chạy cái như ở trong cái trường hợp ở bên cái chart future ở đây mình vẽ này, nó cũng có sự phân kỳ vậy. Thì đây nếu mà nó chạy đủ như thế này thì chắc chắn nó sẽ có một cái nhịp hồi, chắc chắn nó sẽ có một cái nhịp hồi lên khi mà nó chạy đủ năm cái bước sóng giảm như ở đây, như ở đây, rồi sau đó nó mới quay lại, nó chạy tiếp, nó quay lại, nó test ở trên này, test ở trên này và nó sẽ tiếp tục nó cái xu hướng nó chạy theo cái phân kỳ đây này. Thì đây trong cái giai đoạn downtrend từ 64.000 ở đây, 64.000 về 30.000, các bạn cũng có thể nhìn thấy chúng ta cũng có cái sự phân kỳ của MACD lẫn phân kỳ của RSI. Và sau khi nó tạo được cái đáy đúng không? Sau khi nó tạo được cái đáy mà 47.000 này, thấp hơn cái đáy ở đây thì nó mới xác nhận cái phân kỳ, nó mới xác nhận là cái downtrend nó xảy ra. Tuy nhiên thì trong cái khi mà nó xác nhận đấy, trong khi mà nó xác nhận thì nó cũng phải quay lại, nó tạo ra được một cái đỉnh sau nó thấp hơn cái đỉnh trước, rồi sau đó nó mới thực sự nó chạy cái phân kỳ này và nó đạp từ 59.700 về đến 29-28.000. Thì trong trong cái giai đoạn này thì hiện tại chúng ta phải chờ nó xác nhận. Trong cái giai đoạn này hiện tại thì chúng ta phải chờ cái xác nhận, chờ cái xác nhận xem một vài ngày tới nó có cái cây nến ngày nào nó đóng cửa ở dưới cái vùng này, dưới cái 56.578 hay không, thì khi đó nó mới xác nhận cho chúng ta biết được là downtrend ở trên khung ngày, downtrend ở trên khung ngày. Một cái nữa là ở trên khung tuần này, các bạn có thể xem lại một vài những cái nhận định lần trước của mình nhé. Thứ nhất là mình cũng luôn luôn nhắc nhở cho các bạn, mình luôn luôn nhắc cho các bạn biết là cái volume gì ạ, cái volume giao dịch của Bitcoin ở trong cái từ 1-2 tuần trước rồi, là cái volume ở đây nó không có cái sự đột biến trên bất kỳ một cây nến tuần nào. Nếu mà gọi ở đây là cái sự breakout thật để cho một cái xuống tăng thì nó không có volume, cho nên là cái độ tin tưởng của cái sự breakout mà đi lên giá, đi lên những vùng trên nó không cao, cho nên là mình vẫn thiên về một cái xu hướng giảm. Và bây giờ nó có cái tín hiệu phân kỳ ở trên khung khung ngày rồi, mà nhìn rộng ra ở trên khung tuần thì chúng ta cũng có cái sự phân kỳ ở đây, chúng ta cũng có cái sự phân kỳ của RSI, chúng ta có sự phân kỳ của RSI. Trên một tuần chúng ta cũng có sự phân kỳ của RSI, còn đối với chỉ báo MACD thì nó cũng đang xuất hiện cái phân kỳ đấy, nó cũng đang xuất hiện cái phân kỳ, nhưng mà cái MACD của khung tuần thì cái đường hai cái đường này nó chưa cắt xuống, nhưng mà trên khung ngày thì
cái đường MACD nó đã cắt xuống cái đường này rồi, thì đây nó là một cái tín hiệu rất là xấu cho ở trong cái giai đoạn này, rất là xấu ở trong cái giai đoạn này. Thì các bạn nên cân nhắc. Còn về altcoin thì altcoin thì chúng ta cần phải follow thêm về cái chart của BTCD. Đây, đây là cái biểu đồ mà BTCD tuần trước mình cũng đã đưa ra cho các bạn xem, và cái thời gian mà nó tạo đáy ấy, nó từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Và đáy của mình kỳ vọng đầu tiên nó ở 42.6, 42.64%, và cái đáy thứ hai mà mình kỳ vọng là 41.2%, thì nó đã chạm đến cái mốc là 42.64 và nó đã có cái hồi sự hồi phục lên, và nó có sự hồi phục lên. Hiện tại nó đang đóng cửa ở 43%, 43%, và nhìn ở trên cái biểu đồ của BTCD này thì mình đang khá là lo ngại về cái RSI này, khá là lo ngại về cái RSI. Vì sao? Nó đang cố gắng phá lên trên cái vùng RSI 50 đây này. Đang cố gắng kéo cái RSI lên trên cái vùng 50 ở đây, và MACD ở đây thì cây nến này nó chưa đóng, nhưng mà ở đây nó cũng có cái chiều hướng nó cắt lên rồi, có chiều hướng nó cắt lên rồi, cho nên là khả năng cao là chúng ta có thể chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn downtrend ngắn hạn thôi. Còn về dài hạn thì nó phải xem xét, phải cân nhắc lại. Tuy nhiên thì ở trong đó tùy thuộc vào những cái đồng coin, tùy thuộc vào những cái đồng coin mà các bạn nắm giữ, thì có những cái đồng coin nó đã bước vào sóng tăng rồi thì nó sẽ vẫn cứ tăng thôi, nhưng mà có những cái đồng coin mà nó chưa bước vào sóng tăng thì thực sự nó là một cái tín hiệu nó khá là xấu, nó khá là xấu đấy. Ở đây cái nhịp này nếu mà nó xác nhận ở đây nó là một cái đáy đằng sau á, cái đáy đằng sau nó cao hơn cái đáy này này, thì có nghĩa là nó đã bắt đầu có thể nó sẽ đi đến một cái xu hướng tăng của BTC DOM, và cái mục tiêu của BTC DOM trước mắt của mình thấy nó sẽ hồi phục lên vùng 48, mà cao hơn nữa nó có thể lên vùng 53 hoặc cao hơn là lên 61 nhé. Đây là cái nhận định cá nhân của mình, đây là cái nhận định cá nhân của mình. Còn Bitcoin thì mình cũng đã nói rồi, Bitcoin thì mình cũng đã nói rồi, thì đây cái trường hợp này, đây là một cái trường hợp mà các bạn cần phải kiên nhẫn để đưa ra quyết định, cần phải kiên nhẫn để đưa ra về cái quyết định của mình. Chứ thực sự thì mình cũng chỉ đưa ra cái nhận định và cái tín hiệu mà thực sự nó hiện tại nó không ủng hộ cho cái việc tăng giá. Hiện tại thì nó chưa ủng hộ cho việc tăng giá. Tuy nhiên ở trên khung ngày thì nếu mà nó muốn, hiện tại nếu nó vẫn còn cái cơ hội tăng, nhưng mà cái cơ hội tăng ở cái khu vực này nó khá là nhỏ, cái cơ hội tăng ở cái khu vực này nó khá là nhỏ. Vì sao? Nếu ít nhất là các bạn phải chờ đợi cho một vài ngày nữa xem là có cây nến ngày nào ở đây này, nó đóng cửa dưới cái vùng dưới 60.000 hay không. Nếu mà nó đóng cửa dưới 60.000 rồi thì đấy là một cái tín hiệu xấu. Đấy là một tín hiệu xấu. Còn
ở trên khung 4 giờ, ở trên khung 4 giờ thì đây cũng là một cái cơ hội này, đây cũng là một cái cơ hội này, vì các bạn thấy là đây là cái lần đầu tiên sóng sóng 4 giờ của Bitcoin, sóng 4 giờ của Bitcoin khi mà nó tăng từ 40.000 lên đến 69.000, lên đỉnh 69.000, nó tăng khoảng 70%. Và đây là lần đầu tiên này RSI của H4 nó chạm vào cái vùng quá bán, nó chạm vào vùng quá bán thì nó cũng có là có thể đây là một cái cơ hội để cho nó có một nhịp cái sóng hồi, có một một nhịp sóng hồi nhé. Nhưng mà điều này là chưa chắc chắn, tại vì các bạn nhìn thấy cái nến 4 giờ đằng trước ở đây này, nó đang có một cái volume bán thực sự là khủng khiếp, cho nên là nếu mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta phải phải mở ra những cái khung giờ nhỏ hơn để chúng ta đưa ra những cái quyết định giao dịch ngắn hạn, ngắn hạn trên khung giờ 15 phút các bạn có thể ăn cái sóng hồi một vài phần trăm và các bạn là out Bitcoin, hoặc là nếu mà nó đỡ được như như nãy mình nói, nếu mà cái vùng này nó vùng 60.000 này nó không có cái nến ngày nào nó đóng dưới 60.000 thì nó vẫn còn cái khả năng nó tăng trở lại, nó vẫn còn khả năng nó tăng trở lại. Rồi trên đây là những toàn bộ cái nhận định cá nhân của mình thì các bạn có thể tham khảo. À, các bạn hãy nhớ bấm nút like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Block Tiền Ảo để mình có thể ra được những cái clip nó hay hơn. Ngoài ra thì các bạn có thể vào follow cái channel của group margin của BTA để margin của BTA để chúng ta cùng nhau để thảo luận để xem cái những cái xu hướng hoặc là những cái đồng altcoin, hoặc là chúng ta có thể đánh tham gia vào những cái kèo về future ngắn hạn, ngắn hạn. Rồi xin chào, cảm ơn tất cả mọi người nhé, chúc mọi người một tuần mới, tuần giao dịch là đầy thành công.